Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Và mình tiếp tục chơi con Far Cry nha. Takarishwadam. Guardati, Shao Gaspulis Waila. Shancha, Isilas Pacha, Tu Kratis, Daiwa Praskwa Haucha. Praskwa, Tasha Nubatri, Yauda Chamcha. Ok, thì trong tập trước là mình đã bắt được cái thằng mà của tộc tộc mà thờ thần mặt trời á. Giờ phải đi gặp nó nhận thêm nhiệm vụ. Lai wenja snar hinacha mu pacharsh kwai wenja snar machi kwa marsh ham guanarsh shuta mu tash la dam shadarsh kwai wenja snar proberte sa hinacharsh proberte susherhain wenja guanarsh usigi usigi kwa deswada sukhli sashwa Mashajra su Wenja hasar sukhli smaya da Uhai taka Aish Wenja salwata Kiểu như là cái tụi mà dân Nama mà thờ thờ mặt trời á, nó sẽ đến đây nó diệt này Musapaluhu. Và nó sẽ giết cả người Wenja. Cho nên là bây giờ mình phải đi bảo vệ. Ồ, giết trước luôn chứ không phải là bảo vệ nữa. Kiểu như là bây giờ là mình đến là diệt sạch luôn á. Diệt sạch trước khi mà nó tới nó diệt mình. Hay. Ôi, thời gian đâu gây xử với con mấy con này. Nâng cấp được cái giáo chứ. Thiếu 20 viên đá ấy nè. Chắc mấy cái đá này đây.
chỉ là sói mà. Sói mình không quan tâm lắm. Bây giờ mình đủ hết rồi. Mấy thằng này mấy thằng dân thường thôi mà giết mấy thằng lính này cơ. Bên kia có một cái động. Phéo kiểu như không được cho nó biết hay sao. Đây 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 đây. Giết từ đằng sau lên. Nó sẽ hay hơn. Đông lắm ấy, giờ mà chui xuống là nó sẽ thổi kèn nữa là mệt. Hard.
Tổng cộng còn mấy người? Con gấu thì mình cứu nó sau được, cho nên giờ đổi đi. Gấu mình vẫn cứu nó sau được. À giải cứu anh này. Cứ tưởng làm sao. Con gấu thì khỏi lo, con gấu mình vẫn cứu nó được. Năm bông như vậy thôi. Vậy là xong rồi à? Easy vậy. Về nhà thôi. Giờ sao ra đó thế mà chỉ là vậy đã cho quái phong ma chi qua marsh ham qua narsh nu wenja aish sai shan chi ta warsh char ta da gua tu izi la shi tauga u wenja saru sancha sai sam cha đâu nãy là cứu thằng kia, hình như là bây giờ nó mới kêu mình là đi, đúng rồi, bây giờ mới là đi ngăn chặn nè. Dạ bây giờ mới là ngăn chặn nè. Ok, thanh niên là lại tiếp tục có nhiệm vụ. Chứ nữa mình sẽ qua thăm mình đó sau. Tôi chờ thôi. Thank you.
Bây giờ còn hổ báo gì ở đây? Đốt, đốt chạy. Để coi coi ở trong này có thằng nào không? Một đứa Winja bị bắt cho mình. Không có thằng hổ tù và cũng không có cái tù và luôn. Ok, vậy là khu vực này là khu vực khép kín rồi. Nếu mà như vậy dễ làm việc thôi. Cầm cái này lên. Chạy cứu cho quên ta. Nãy có thằng nào bị xích trong này nữa mà. Đây. Lấy cái cây, sau đó anh sẽ đốt hết khu vực này. Bấm lộn nút rồi. Đốt hết luôn cái cánh đồng lưng của nó luôn. Cánh đồng lúa anh thiêu rụi sạch. Nhà cửa luôn, không cho tụi bay ở. Ugh.
vậy? Tiếp tục đốt thôi, đốt sạch lương thực của nó. Thay bữa súp ngon thật. Nhớ giờ mình cũng hết thịt luôn rồi. Con gà để được có một thịt rồi. Ê, có một con chim rồi. Hình như là con sư tử đen. Tử đen thì cứ cắm đầu và chạy thôi.
xong rồi giờ ghé qua gặp thanh niên này, có thanh niên chơi ngu. Bên này à, bên này giờ đó đang nghĩ ra cái trò gì nữa đây. Nó nói mình là gấu đánh nó mỗi ngày. Nghĩa là bây giờ là mình phải giết con gấu hả? Urki nawa fadas dausa. Urki nawa badass. Trash, trash. Oh, pass the mask and now a badass. Now a badass how harsh Chautauqua. Woo! Oh, who fadas wada? Harsquar, Sakwabara, Budakwala, Sakwabara, Budakwala. Woo! Quais Harsbara? Trash! Tawada! Tawada! Trash! Nó lời sai mình đi làm mấy trò điên khùng vậy rồi. Ấy! Tại sao lại đánh con tê giác? Ghê vậy. Buhara. Nói thiệt nha, nếu mà mấy bạn mà dẫn theo mấy cái con này đi cũng phải coi chừng. Tại có khi mà nó săn mồi mà bạn không biết đó. Ví dụ như là mammoth đi. Đó. Nó săn mammoth, nó ra nó cắn mammoth mà bạn không biết là nó. Mammoth nó quay qua ủi bạn chết luôn á. Ở đây có cái móc không ta? Chắc phải đi đường vòng rồi. Đây đây đây, khúc này có cái móc. Tranh thủ lấy cục đá này luôn. Nói thục rồi. Té xuống ngoài. Cái da của con gấu và cái mật ong và cái rhino. Nghĩa là mình sẽ giết con tê giác. Easy.
lụm xít của tê giác. Hay thật. Từ một thằng thợ săn bây giờ trở thành một thằng đi lụm xít. Đừng có đi gây sự coi. Thì con ếch nó đi gây sự nhiều lắm luôn á. Sao không phải chỗ này à? Đây rồi, mật ong đây rồi. Con gấu luôn. Quất con gấu luôn. Tao lo mấy thằng này được. Con Sabertooth của mình còn mạnh hơn cả gấu mà. Hình như mình lấy đủ rồi thì phải. À thiếu còn một cái nữa. Đây đây. Lại thêm một con gấu. Tem quên. Gấu tem. Quên đi đấy. Tem một con gấu chứ không phải là giết một con gấu. Bây giờ đi kiếm một con gấu khác thôi. Làm sao mà một vùng đồi núi rộng vậy mà chỉ có hai con gấu? Oh.
Đấy xong rồi. Giờ nói chuyện với thằng Uki thôi. Mình lên con gấu mình cưỡi luôn. Đi với nó lẹ. Gấu này cưỡi được mình nha. Đây thằng Uki đây. Xin lỗi, không biết ít. Chạy đâu vậy? Nói chuyện với nó. Xin lỗi mà nói chuyện đi. Thu sĩ. Cho nó chuyện nói chuyện thôi. New York, ha! And now a fat ass, da ha! Woo! Ooh! Uchimena! Uchimena! Ooh, ooh, ooh! Herky Chimcha! Who are Herky Wacka, da ha? Who are Senta? Herky Yi, now a fat ass! Nó muốn con gấu đánh nhau với nó à? Chimcha! Who are Herky Wacka, da ha? Đây là thanh niên chơi ngu nhất năm. Còn sống vậy. They were shares. Long to they were shares. Nếu như mà nó chết này thì cho nó về biển. Ý thằng Uki nó về làng mình rồi. Thanh niên chơi ngu có thưởng. Nó bảo mình là kêu con gấu đánh nó. Chaman, damn shadaha, manta quadrant.
Nó kêu mình lại xe nhà nữa rồi. Ok. Thích xe nhà gì anh sẽ xe nhà cho. Rồi cái bia đá đâu, cái bia đá nó nằm đâu đây chứ. Nó không có bia đá tôi xây nhà thôi. À, cái này là để tăng cái khả năng tấn công của con cú thôi. Ôi, đáng lẽ mình phải để dành mình đâu đó. Không có chỗ để xây nhà cho này à. Hay là thanh niên này không được xây nhà thôi. Nếu mà xây nhà cho nó thì phải có biểu tượng gì đó rồi. Đây không có biểu tượng luôn rồi. Ok về thì bị đi bắt thằng này thôi. Giờ thì mình có bom lửa rồi. Dùng bom lửa thiêu chết tụi Uram luôn. Đụng vậy. À rồi. Cửa xe vừa tốt chạy cho nó lại.
Đây chắc là đường vào rồi. Cái hằng hỏi ấy trước. Máu cho nhanh 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 thu anh mày chạy kịp á. Đưa nó vô phải kéo nó ra kịp lúc. Cái giáo của mình không biết mình nâng cái sát thủ lên không biết mình phải chứ. Rồi xong nó mới có hồi nào
nào nó vô đây nó không ở đâu. Gì? Rõ ràng là không còn một thằng nào nữa mà. Này nữa. Ồ, hay chi. Nãy không để ý bên kia. Xác định được cái hàng cầm chục bà đó, hàng đó mới là nguy hiểm. Hold on!
Không ép xét được nó. Lấy thật đi. Chưa xong nữa hả? Chỉ còn một thằng nào đó. Cùng đây rồi.
Lazar. Da grauwe dan weiter. Grau hadden. Grau has. Hada. Malchazar, go on. Udaha, Malchazar. Uda, go on. Hồi này nó thua mình cho nên nó muốn mình giết nó. U mas grau hadan da hada chai. Hồi này biết là bom độc. Cho nên là mình sẽ kêu nó là về làng và chỉ cho dân làng làm bom độc. U mas lai. Nó bị nhức đầu rồi, kiểu như là nó làm bơm độc xong rồi nó bị nhiễm độc nữa. Nó bệnh kiểu bệnh ấy. Thì chế ra bơm lửa cho mấy thằng kia đi, ngon hơn không? Giờ mình nhốt này vô trong chuồng với thằng kia. Thằng kia nó biết ngoan, nhưng mà thằng này nó lì quá. Cái rồng rất là khỏe. Đấy, ho rồi, thằng này bệnh. Biết ngay mà. U winja dai shwati krau halanda. Học điểm này đi để nâng cái điểm cho cú nó. Ô cái này hình như tăng đam melee. Đam melee thế. Máu cộng 1 hả? Đâu cái này cũng máu cộng nè. Nâng cái điểm này thì không có cần phải tốn mấy cái mà mỡ của động vật để gắn lửa. Và nếu như mà mình mà xài cung á, mình đốt lửa cây cung lên thì nó sẽ bắn ra tất cả đều là lửa. Kêu của thằng này cũng hay. Nó tại sao thợ săn mình lại nâng mát à? Nâng kêu này đi. Bảy mấy cái dao này thì mình cũng không có cần lắm. Với cái kêu này là có khả năng là nếu mà mình giết nó
thì mình có thể lôi xác nó đi được, bắt buộc học thôi, học cái đó thì mới nâng nguồn máu lên được. Giờ mình cứ cho nó ở đó đi. Chui ra đầu này là ra ngoài luôn. Nghịch 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 đó. Trò này vui nè. Không, chỉ có cây giáo, hình như chỉ có cây giáo là đâm nó được. Sao cái này cứng vậy? Cái này mình không biết cái này nó có linh thiêng gì không, nhưng mà mình cứ phá thôi. Lúc mà mình vô lại thì nó cũng sẽ hồi lại thôi. Sao đây? Ok, và video này cũng chia tới đây thôi nha. Bạn nào thích thì cứ like và share sẽ giúp mình rất là nhiều. Bạn nào chưa đăng ký bấm vào đăng ký. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chào tạm biệt.